Nhóm kín chia sẻ về YouTube, Việt YouTubers tự hào sáng tạo. Nhận được một câu hỏi rất là hay của bạn Nguyễn Hoài Sơn, hỏi làm sao để chặn được những cái quảng cáo mà mình không mong muốn xuất hiện ở trên kênh của mình. Trong clip ngày hôm nay chúng ta sẽ trả lời câu hỏi này, đồng thời chúng ta sẽ hiểu hơn về các nền tảng khác nhau xoay quanh YouTube. Cụ thể câu hỏi của Sơn như sau: cần 500 anh em trợ giúp, kênh của mình đang bị như này, các đối thủ chùm đặt quảng cáo thẳng vào kênh của mình, anh em giúp mình với. Tức là kênh của Sơn thì làm về chia sẻ về xe ô tô đúng không, và bán xe ô tô thì các đối thủ, các kênh đối thủ cũng bán xe ở ô tô đặt quảng cáo, như các bạn có thể thấy dưới đây, Ford EcoSport 2020 đây, đặt quảng cáo vào đây như thế này. Cái câu hỏi này ngày 11 tháng 6 nhận được rất là nhiều bình luận, 34 bình luận, chứng tỏ sự quan tâm rất lớn của anh em chúng ta đúng không. Chúng ta hãy xem sơ qua các cái bình luận này. Nhìn chung là các bạn phản hồi thì có hai hướng. Hướng thứ nhất là tắt quảng cáo đi, tắt hết các loại quảng cáo đi, bán xe nhiều tiền rồi còn tham bật kiếm tiền lên làm gì đúng không. Tuy nhiên cái cách đó cũng hơi bị hạn chế, đằng nào thì cái tiền quảng cáo cũng là một nguồn doanh thu. Với lại thứ hai hơn nữa là cái này chỉ là thuyết âm mưu thôi, chúng ta vẫn luôn nghi ngờ rằng là cái tất cả các cái nền tảng của Google và YouTube đều được phát triển dựa trên quảng cáo, cho nên nhà sáng tạo chúng ta, trong cộng đồng của chúng ta luôn luôn nghi ngờ là nếu mà mình không bật quảng cáo ấy thì khả năng là video của mình sẽ ít được đề xuất hơn, ít view hơn, thì mình cũng sẽ khó tiếp cận với khán giả của mình hơn. Cái điều này cũng không phải là không có cơ sở đúng không. Còn cái hướng thứ hai trong bình luận của các bạn là nói rằng là giá trị của những quảng cáo này cũng cao, thì cứ để lên đấy, chúng ta có một nguồn thu nhập không nhỏ thì cũng tốt chứ sao. Tuy nhiên ấy, cái việc mà đối thủ quảng cáo trực tiếp trên những người đang xem về xe như này, Google thường hay gọi đây là gọi là in market customers, tức là những người đang có ý định mua xe, thì cái này cực kỳ nguy hiểm. Đặc biệt là cái gọi là cái công nghệ về quảng cáo ấy càng ngày càng tiến bộ. Ví dụ như ngày hôm nay có bài báo này, 18 tháng 6, YouTube đã công bố cái hình thức quảng cáo mới gọi là storefront, tức là tiếng Việt gọi là mặt tiền đấy. Thì với cái hình thức quảng cáo mặt tiền này ấy, thì sẽ có ngay bên trong quảng cáo, nó sẽ khán giả sẽ có khả năng gọi là direct response luôn, tức là sổ xuống và bấm vào mua hàng được ngay lập tức ở trên màn hình của YouTube luôn. Cho nên là cái việc mà nếu mà mình cứ để quảng cáo như thế này thì của đối thủ cạnh tranh như thế này rất là nguy hiểm. Ngoài ra còn có thể có những nguyên nhân khác mà khiến cho chúng ta không muốn quảng cáo ở trên kênh của mình. Ví dụ như chẳng hạn như những cái quảng cáo mà mình cảm thấy là vi phạm đạo đức này, rồi những cái sản phẩm mà mình cảm thấy nó không phù hợp với khán giả của mình không tin tưởng, thì những cái quảng cáo đó cũng mình cũng nên tắt đi. Trước tiên chúng ta trả lời cho câu hỏi tại làm sao mà những nhà quảng cáo người ta lại có thể target, điều hướng chính xác quảng cáo của họ vào trong video của mình, thì mình sẽ biểu diễn cho các bạn thấy cái cách mà cài đặt chiến dịch quảng cáo để cho định hướng chính xác. Tạo một chiến dịch mới, chiến dịch video. Ở ngay đây tùy chỉnh các cái cài đặt cho quảng cáo của mình, các bạn kéo xuống dưới tìm ở ngay chỗ chỗ nào vị trí đặt, thì các bạn sẽ thấy là các bạn có thể nhắm quảng cáo của mình vào chính xác kênh nào, ví dụ kênh Việt YouTuber chẳng hạn. Chờ một chút mình tìm đây, kênh Việt YouTuber hiện ra ngay ha, video và kênh YouTube và Việt YouTuber này. Thậm chí bạn có thể target vào chính xác từng video nếu muốn đúng không. Ở đây ví dụ mình tìm kiếm video là tăng view
YouTube chẳng hạn. Xong rồi nó sẽ insert ra các video liên quan, và nếu mà mình muốn cài đặt ở trên video nào thì quảng cáo của chúng ta sẽ chạy ở trên video đó. Đấy là lý do tại sao mà mình thấy người ta target được chính xác như thế. Quay trở lại về vấn đề chặn quảng cáo của đối thủ cạnh tranh, mình sẽ lấy ví dụ từ một video clip ở trên kênh của mình. Lấy ngay cái clip mới đây, anh đề xuất với ba tuyệt chiêu này. Nhân tiện, bạn nào chưa xem thì hãy vào kênh Việt YouTubers. Đường link mình để ở dưới phần mô tả để xem cái clip này nha, rất là thú vị. Hiện đang đứng ngay thứ 1 trên 10, tỷ lệ nhấp chuột 10%, thời lượng xem trung bình 7 phút 34 giây. Tỷ lệ xem trung bình rất là cao so với một cái video chia sẻ kiến thức. Mình sẽ lấy link của cái clip này mở ở trong tab ẩn danh. Ở đây các bạn có thể thấy một cái quảng cáo này ở trên video clip của mình. Tại sao lại phải mở bằng tab ẩn danh? Tại vì là khi mà nghiên cứu, khi mà cài đặt về các vấn đề quảng cáo như này, chúng ta rất là dễ click nhầm vào những cái quảng cáo này. Mà cái việc đấy là một cái việc rất không nên. Tại vì là sẽ dễ bị Google khép vào cái tội gọi là nhấp chuột không hợp lệ. Tại vì mình nhấp vào là sẽ có tiền mà, như thế là gian lận. Cái tội này trên thế giới YouTube Việt Nam, anh em YouTuber chúng ta vẫn thường gọi là tội click tặc, cái tội rất là nặng đúng không? Kênh sẽ bị khóa, bị tắt và rất là khó cứu về. Chúng ta sẽ rê chuột lên trên cái quảng cáo này, làm cẩn thận nha. Copy đường link của cái quảng cáo này. Sau đó mở nó ra. Chúng ta sẽ thấy là rất nhiều quảng cáo ở trên YouTube chủ yếu là cũng được đăng trực tiếp lên người ta. Ví dụ như cái bạn Team Siêu này, bạn ấy phải mở một kênh YouTube ra, xong rồi đăng cái video này lên, xong đó mới dùng cái đường link của cái video này để chạy quảng cáo ở trên clip của mình. Đối với trường hợp một video này thì khá là dễ dàng, mình có thể vào chặn ở trong Google AdSense. Vào ở trong cái AdSense mà kết nối với kênh YouTube của mình, ở bên trái này các bạn sẽ thấy tùy chọn chặn. Vào phần nội dung, tất cả trang web này, ở đây vào quản lý URL của các nhà quảng cáo, nhập cái đường dẫn của cái video clip đó và chặn nó. Nếu chúng ta click vào cái chỗ xem hướng dẫn của chúng tôi này thì các bạn sẽ thấy hướng dẫn cụ thể. Và thông thường là nếu mà mình chặn một đường dẫn ấy thì tất cả những cái đường dẫn con ở bên dưới sẽ bị chặn. Ví dụ example.com chẳng hạn, thì tất cả những cái đường dẫn mà nó có format là example.com, xong rồi xiệc page, rồi tất cả những cái đường dẫn phía bên dưới đều sẽ bị chặn. Chỗ này sẽ dẫn ta tới một cái chỗ nó hơi lắt léo một tí. Tức là nếu mà bây giờ mình muốn chặn hết toàn bộ tất cả các video trên kênh của bạn này, là cái kênh này, thì mình không thể làm được. Tại vì là khi mà mình xem cái đường dẫn của cái kênh này ấy, thì mình sẽ thấy là sau chữ youtube.com này nó sẽ có chữ thêm chữ user, hoặc là nếu mà không phải là chữ user này thì nó sẽ là có chữ channel. Trong khi đó mỗi một video clip thì nó lại không có chữ đấy. Nó không phải là đường dẫn con dẫn đến cái kênh này. Cách duy nhất mà chúng ta có thể làm là chúng ta chặn toàn bộ tên miền youtube.com. Ở đây chúng ta sẽ search chữ youtube.com
Google hiện lên cảnh báo chặn nhiều đường dẫn quá có thể làm giảm đáng kể doanh thu, do có khả năng chặn phần lớn quảng cáo, đúng không? Không quan trọng, vì những cái này bắt buộc phải chặn, mình phải chặn. Ok, mình chặn nó lại, chặn YouTube lại. Thì như vậy, tất cả những cái quảng cáo mà được up ở lên trên YouTube xong rồi mới chạy trên kênh của mình sẽ bị chặn lại. Kể cả cái quảng cáo này. Tuy nhiên, trong trường hợp đó chúng ta sẽ vẫn thấy một số quảng cáo video khác xuất hiện. Đây là những cái quảng cáo mà người ta mua quảng cáo không thông qua hệ thống Google AdWords và Google AdSense, mà người ta thông qua những cái gọi là ad network khác. Những cái ad network khác ở trên thế giới có rất là nhiều cái hệ thống đấu giá và mua quảng cáo online mà chúng ta ít khi được nghe tới. Trong trường hợp này thì ví dụ như các bạn rê chuột lên đây, cái quảng cáo này các bạn bấm phải chuột sẽ không thấy cái đường dẫn của cái video như trước nữa. Trong trường hợp đó, nếu mà muốn chặn ấy, thì chúng ta quay trở lại với cái AdSense của mình và chúng ta sẽ lên cái tab mà YouTube Host này. YouTube Host tức là YouTube nhận những cái quảng cáo đó, không phải là nội dung nữa, đúng không? Không phải là nội dung content đăng ở trên kênh giống như của bạn Team Seal lúc nãy. Cũng tương tự như thế, vào trong tất cả các trang web các bạn chặn ở đây, nhập vào đường dẫn của cái nhà quảng cáo đó, xong rồi các bạn sẽ chặn nó lại được. Tất nhiên là chúng ta cũng có thể làm bằng một cách đơn giản hơn như sau, là ở ngay trong cái video của mình ở phía bên trái, mình nhấp vào tab kiếm tiền này, trong các loại quảng cáo này mình có thể tắt video quảng cáo có thể bỏ qua hoặc video quảng cáo không thể bỏ qua. Nhưng mà trong trường hợp đấy thì mình lại mất một lượng lớn quảng cáo video mà từ các gọi là các ad network khác. Cho nên là cách tối ưu nhất mà mình có thể làm là cái cách chặn ở phần nội dung này. Trong trường hợp của Sơn ở đây là nhà quảng cáo chính là một chủ kênh YouTube khác. Người ta đặt quảng cáo ở trên kênh của mình để dành sự chú ý của khán giả. Thì cái cách mà mình vừa mô tả là cách hữu hiệu nhất, triệt để nhất để vừa chặn được họ mà lại vừa giữ được doanh thu cho kênh của mình. Chúng ta đã nhìn thấy cả ba đỉnh của cái hệ thống YouTube, bao gồm là cái nền tảng YouTube này là sản xuất ra nội dung và kết nối với khán giả, nền tảng của Google Ads là nền tảng của nhà quảng cáo, và cái đỉnh cuối cùng là Google AdSense, tức là cái nơi để diễn ra các cái hoạt động thanh toán của nhà sáng tạo. Chúng ta thấy được một bức tranh đầy đủ để áp dụng vào kênh YouTube của mình, và chúng ta thấy rằng là YouTube cho phép và nhà sáng tạo mình được quyền chủ động rất lớn ở trên cái nội dung mà mình sản xuất ra, hoàn toàn giống với những cái mô hình quảng cáo truyền thống. Chẳng hạn như bạn có một ngôi nhà có bức tường mà bạn muốn cho người ta thuê để quảng cáo ấy, thì bạn hoàn toàn có thể chọn được là ai quảng cáo ở trên đấy. Nhân tiện trong cái clip này mình cũng chia sẻ thêm là hiện nay YouTube đang có rất là nhiều thử nghiệm cực kỳ táo bạo, và trong vòng khoảng một năm tới chúng ta sẽ được quyền trực tiếp làm việc với các nhà quảng cáo. Mình được quyền đặt giá cho quảng cáo của mình. Ngoài chuyện là chọn ai ra thì mình được quyền là xác định mức giá của mình. Mình có thể đặt cao hay thấp và chọn làm việc trực tiếp với từng nhà quảng cáo một, không thông qua cái nền tảng Google Ads nữa. Đừng quên nhấn nút yêu cầu tham gia cộng đồng Việt YouTubers. Đây là nơi trút bầu tâm sự của tất cả YouTubers Việt Nam, đồng thời cũng là nơi cập nhật những thay đổi mới nhất về thuật toán và chính sách của nền tảng YouTube.